30 năm đất nước đổi mới, đồng hành cùng đất nước 25 năm qua, New Tatco đã không ngừng phát triển lớn mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. 25 năm, tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty đoàn kết một lòng xây dựng New Tatco vững chắc, không ngừng lớn mạnh về tầm vóc trước xu thế hội nhập. Một ngày làm việc của chị Nguyễn Thị Hương Giang, cán bộ của phòng kế hoạch đầu tư thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ứng dụng công nghệ mới và du lịch New Tatco được bắt đầu từ 8 giờ sáng. 25 năm, công việc của chị Giang tại công ty không thay đổi. Nhưng diện mạo, quy mô của New Tatco thì không ngừng phát triển lớn mạnh theo năm tháng. Ngày 5 tháng 10 năm 1991, đánh dấu sự ra đời của New Tatco khi Viện Khoa học Việt Nam ra quyết định số 713 VKHQD thành lập Tổng Công ty Phát triển Công nghệ và Du lịch, tiền thân của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên ứng dụng công nghệ mới và du lịch hôm nay. Nhằm thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để chuyển giao công nghệ, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và giữ vững an ninh quốc gia. Khi mới thành lập, tổng công ty chỉ có 2 đơn vị thành viên với đội ngũ cán bộ khiêm tốn, tiềm lực kinh tế và cơ sở vật chất hạn chế. Nhưng đến năm 2000, sau 9 năm xây dựng và trưởng thành, tổng công ty đã phát triển thành một doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước và nhiều nước trên thế giới. Với hàng chục doanh nghiệp thành viên và 5 văn phòng đại diện ở nước ngoài, tổng số cán bộ công nhân viên lên tới 1.000 người, doanh thu hàng năm đạt hàng trăm tỷ đồng và có nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước. Công ty cũng đã bước đầu thực hiện tốt chủ trương phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, xây lắp các công trình điện. Đặc biệt đã hợp tác với đối tác nước ngoài chuyển giao công nghệ phục vụ cho ngành khai thác mỏ, lắp ráp xe máy. Công ty New Tatco đã từng trải qua rất nhiều khó khăn. Trước hết, cơ sở vật chất còn nghèo, trang thiết bị làm việc còn thiếu. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ công nhân viên còn mỏng, nghiệp vụ thì chưa cao. Hơn nữa, cơ chế thị trường trong giai đoạn này có nhiều biến động. Trước những khó khăn chồng chất của ngày đầu thành lập, không thể không nhắc tới tinh thần lạc quan và tầm nhìn xa rộng của các lãnh đạo, luôn tin tưởng vào tương lai và giữ vững mục tiêu đã xây dựng. Thì lãnh đạo viện chúng tôi vào thời đó quyết định là phải lập ra một số những cái đơn vị mà cái nhiệm vụ đó là ứng dụng những cái kết quả nghiên cứu của viện vào sản xuất. Cái thời đó đó thì tôi nhớ có một công ty được đặt tên là Detector. Thế và cũng sau một cái quá trình phát triển thì bây giờ đã đổi tên thành ra New Tatco. Tôi rất mừng trước những thành công của New Tatco và tôi nghĩ rằng các đồng chí đã làm tròn cái sứ mạng mà lúc đó lãnh đạo của Viện Hàn Lâm kỳ vọng vào các đồng chí. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, tạo tiền đề để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Ngay từ những năm đầu thế kỷ 21, theo chủ trương của lãnh đạo các cấp, tổng công ty vừa tổ chức sản xuất kinh doanh, vừa bắt tay vào sắp xếp đổi mới doanh nghiệp. Đặc biệt, từ năm 2008 đến năm 2010, đứng trước những khó khăn của nền kinh tế, nhưng công ty vẫn đứng vững, xây dựng và triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển công ty trên 3 lĩnh vực: công nghệ, đầu tư và dịch vụ. Xây dựng được bộ máy tổ chức, cơ chế quản lý điều hành hợp lý, thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao và tập trung nguồn lực góp vốn vào một số doanh nghiệp nhằm mở rộng thị phần trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ và đầu tư bất động sản. Đồng thời, hoàn thành công tác sắp xếp chuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ tổng công ty
thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định số 1266 KHCNVN ngày 1 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Qua đó, vừa góp phần giữ vững tính ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa tạo tiền đề để cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Giai đoạn mà tôi làm việc cùng với công ty Nasco chính là giai đoạn công ty đang chuyển đổi cơ cấu, làm sao cho thay đổi các hoạt động cho phù hợp cái hoàn cảnh hội nhập của đất nước ta lúc bây giờ. Và bên cạnh cái công tác về sản xuất kinh doanh thì công ty cũng đã bắt đầu công tác ứng dụng, nghiên cứu, triển khai để áp dụng những cái thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ vào trong sản xuất và đời sống. Và tôi rất vui mừng là công ty đã đạt những thành tích hết sức xuất sắc. Và sở dĩ làm được như vậy chính là nhờ công ty đã có được một cái đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân viên có đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, và cái chính là hết lòng với sự nghiệp chung. Bước vào những năm đầu thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới đã làm cho nền kinh tế của nhiều quốc gia lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Tại Việt Nam, suy thoái kinh tế đã đẩy các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đứng trước tình hình trên, với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đảng bộ công ty lần thứ tư gắn với thực hiện chiến lược phát triển Newtatco giai đoạn 2010-2015, ban lãnh đạo công ty luôn đoàn kết, bình tĩnh, đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, tạo sự đột phá trên cả ba lĩnh vực công nghệ, đầu tư và dịch vụ. Trong đó, về lĩnh vực ứng dụng và chuyển giao công nghệ đã phát huy lợi thế là doanh nghiệp trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nơi hội tụ các nhà khoa học đầu ngành của cả nước. Công ty đã chủ động phối hợp với một số viện nghiên cứu chuyên ngành, một số nhà khoa học trong ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới trong một số lĩnh vực như công nghệ năng lượng, công nghệ môi trường, công nghệ truyền thông, công nghệ tòa nhà thông minh. Từ năm 2011 đến nay, với thương hiệu trong lĩnh vực ứng dụng, chuyển giao công nghệ, Newtatco rất vinh dự được các chủ đầu tư lựa chọn triển khai nhiều công trình trọng điểm và nhiều dự án lớn như xây lắp công trình điện tại trung tâm sản xuất chương trình đài truyền hình Việt Nam, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, một số khu đô thị lớn như khu đô thị Tây Hồ Tây, khu đô thị Đại Kim, khu đô thị Park City, chuyển giao công nghệ chiếu sáng kiến trúc đô thị tại một số cầu vượt trong nội đô của thành phố Hà Nội, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải tại nhà máy nước Yên Phụ, cụm công nghiệp Hapro, công nghệ nước sạch tại nhà máy nước Yên Viên, nhà máy nước Phúc Thọ, công nghệ sinh học trong xử lý rác thải. Hiện tại, công ty đang phối hợp với các đối tác có liên quan chuyển giao công nghệ tại nhà máy rác thải Đông Anh, nhà máy nước mặt sông Đuống. Với thương hiệu Newtatco trong ứng dụng và chuyển giao công nghệ, trong những năm qua, các giải pháp công nghệ do công ty triển khai có giá trị hàng trăm nghìn tỷ đồng, được khách hàng và các chủ đầu tư đánh giá cao, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, công ty rất vinh dự được giao nhiệm vụ trực tiếp bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện tại Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Cơ quan Bộ Quốc phòng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong quá trình thi công hợp tác với cả bên Newtatco thì chúng tôi đánh giá rất cao về cái năng lực của nhà thầu Newtatco. Hoàn toàn là tất cả những các thiết bị cũng như là các cái vấn đề về thi công ở trong một cái dự án lớn, dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và dự án là nó là dự án nhóm A cấp đặc biệt do nhà thầu NHK NTTF của Nhật Bản thiết kế, thì hoàn toàn đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật ở cái mức độ là cao nhất. Đối với công nghệ tòa BMS được triển khai ứng dụng ngay tại các dự án đầu tư của Newtatco nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư, giảm điện năng tiêu thụ và chi phí quản lý vận hành công trình, góp phần tạo môi trường xanh, thân thiện tại các công sở và các khu đô thị. Trong đó có tòa tháp Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam, trụ sở Ngân hàng Nhà nước.
Về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, công ty đã chuyển giao thành công công nghệ tích hợp và truyền tải các kênh truyền hình, các trang thông tin điện tử chính thống trong nước, đáp ứng nhu cầu của bà con Việt kiều ở nước ngoài, góp phần giúp bà con hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước. Qua đó, để đồng bào ta ở nước ngoài tin tưởng, hướng về đầu tư xây dựng quê hương, đất nước, cũng như chống lại sự xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Hiện tại, truyền hình đất Việt đã phủ sóng tại 63 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Công ty cũng đã triển khai dịch vụ trên phục vụ đối tượng khách hàng là cô dâu Việt Nam tại Đài Loan. Chuyển giao thành công công nghệ truyền thanh không dây tại một số quận, huyện của thành phố Hà Nội. Năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Truyền hình đất Việt là sử dụng các cái công nghệ hiện đại nhất và qua cái đường truyền Internet. Và đường truyền Internet thì ở khu vực Mỹ Latin thì tôi có thể đánh giá là rất là tốt. Cái lượng thông tin từ truyền hình đất Việt thì đấy cũng là những cái thông tin mà chính thống nhất, công khai nhất thông qua cái hệ thống cái kênh VTV1, VTV2 hay là các cái kênh khác. Nằm trong bối cảnh thị trường bất động sản đóng băng, nhưng xác định lĩnh vực đầu tư là lĩnh vực trụ cột trong chiến lược phát triển, nên công ty đã tập trung mọi nguồn lực vào đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội và các dự án có lợi thế thương mại. Từ đầu năm 2011 đến nay, công ty đã trực tiếp triển khai và hợp tác với một số đối tác triển khai đồng bộ 8 dự án trên địa bàn Hà Nội, cung cấp cho thị trường hàng trăm nghìn mét vuông diện tích nhà ở và văn phòng cho thuê với tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong đó có 3 dự án nhà ở chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội. Một dự án nhà ở cao cấp đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Hiện tại, New Tatco đã triển khai thi công một dự án nhà ở chính sách hậu phương quân đội và một dự án nhà ở cao cấp dự kiến sẽ hoàn thành và sử dụng cuối năm 2017. Đầu năm 2017 sẽ khởi công 2 dự án nhà ở thương mại với tổng số trên 1.000 căn hộ. Trong những cái năm vừa qua thì công ty cũng đã tạo điều kiện và cho rất nhiều cái thế hệ bộ đội mua nhà giá rẻ, bảo đảm là cái ổn định nơi ăn chốn ở và yên tâm công tác. Chúng tôi có thể đi công tác, sẵn sàng đi bất cứ những đâu mà Tổ quốc cần khi mà đã có một mái ấm gia đình yên ổn. Về lĩnh vực dịch vụ, công ty đã tập trung xây dựng ngành hàng quản lý, vận hành tòa nhà theo hướng chuyên nghiệp nhằm góp phần quản lý khai thác có hiệu quả các sản phẩm đầu tư của New Tatco. Về dịch vụ xuất khẩu lao động, trong thời gian qua công ty đã đưa hàng nghìn người đi lao động tại một số nước. Hiện tại, New Tatco đã đưa trên 1.000 lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản. Dự kiến trong thời gian tới, công ty sẽ mở thị trường đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đức, Hàn Quốc, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần đưa nguồn ngoại tệ về cho đất nước. Chúng tôi đánh giá rất cao tay nghề của lao động được tuyển dụng từ New Tatco. Họ vừa chăm chỉ, khéo léo, đáp ứng được yêu cầu chất lượng các sản phẩm dệt may của công ty. Bên cạnh đó, rất tuân thủ nội quy của công ty và các quy định về pháp luật của Nhật Bản. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với New Tatco để đưa thêm nhiều người lao động có chất lượng sang làm việc tại công ty. Cho nên là nó một cái sự kiện mang ý nghĩa về mặt tư tưởng, xây dựng được cái chiến lược. Với những chính sách trọng dụng thu hút nhân tài như tạo môi trường làm việc, cử cán bộ đi học nâng cao trình độ tại các trường danh tiếng trong và ngoài nước. Đến nay, công ty đã có được nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ đại học và trên đại học. Đặc biệt, công ty đã kiện toàn được đội ngũ cán bộ chủ chốt từ lãnh đạo công ty đến các đơn vị trực thuộc, đảm bảo có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Gắn với quá trình xây dựng và phát triển công ty trong suốt 25 năm qua, cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ luôn là hạt nhân lãnh đạo đoàn kết và đóng vai trò quan trọng
trong lãnh đạo công ty, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đồng thời lãnh đạo các tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả, góp phần vào thành công của NewTatCo ngày hôm nay. Các hoạt động văn hóa thể thao cùng các phong trào thi đua đã tạo ra bầu không khí thân tình, cởi mở, tôn vinh hình ảnh người lao động trong sản xuất, trong sinh hoạt, tạo nên nét văn hóa đặc trưng NewTatCo. Đoàn kết, thân thiện, cống hiến vì sự phát triển của công ty và quyền lợi của người lao động. Hoạt động uống nước nhớ nguồn cũng như công tác xã hội khác đều được người lao động NewTatCo hưởng ứng tham gia. Trong suốt 25 năm qua, tập thể người lao động NewTatCo đã đóng góp hàng tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện như tặng nhà tình nghĩa, ủng hộ cho đồng bào vùng lũ lụt, quỹ vì người nghèo, quỹ vì Trường Sa, xây dựng quỹ tương thân tương ái nhằm hỗ trợ động viên cán bộ công nhân viên trong công ty có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, những năm gần đây, lãnh đạo công ty đã có những chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên được mua nhà ở xã hội tại các dự án do NewTatCo triển khai hoặc hợp tác đầu tư. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo công ty và đặc biệt là đồng chí chủ tịch hội đồng thành viên đồng chí Trịnh Thanh Giáng đã có những cái chủ trương đặc biệt quan tâm đến những người thu nhập thấp như chúng tôi, nên là hôm nay là chúng tôi được ở cái căn nhà mà mình được chủ sở hữu như này là thực sự là thấy là hạnh phúc và rất là cảm ơn ban lãnh đạo. Với khát vọng vươn lên, trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển, tập thể người lao động đã tạo nên thương hiệu NewTatCo thân thiện với các đối tác trong và ngoài nước. Đồng thời, đạt được những thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thành tích đó đã được các cấp ghi nhận và tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong công ty, như Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 vào năm 2011, Huân chương Lao động hạng 2 vào năm 2016, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho công ty vào năm 2013 và tặng bằng khen cho 3 đồng chí lãnh đạo NewTatCo vào năm 2011, 2013, 2016. Năm 2015, tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho công ty cổ phần PD, đơn vị có vốn góp của NewTatCo. Có được thành quả ngày hôm nay, đó là sự đồng lòng, quyết tâm vượt khó của tập thể cán bộ, người lao động NewTatCo. Đó là sự chỉ đạo sát sao của tập thể ban lãnh đạo, những người đứng đầu công ty đã chèo lái con tàu NewTatCo theo đúng quỹ đạo, vượt qua thác gành. Thế hệ chúng tôi là rất là tự hào và được tiếp nối các cái thế hệ các bậc lãnh đạo tiền bối đi trước để xây dựng và phát triển NewTatCo đến ngày hôm nay. Thì qua 25 năm xây dựng và trưởng thành thì hiện nay thì diện mạo của NewTatCo đã từng ngày thay đổi theo cái thời gian và cái bước phát triển của đất nước. Với cái thành tựu của 25 năm xây dựng và trưởng thành, trong cái bối cảnh hiện nay đất nước ta đã hội nhập với kinh tế toàn cầu và nền kinh tế trí thức và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là cái thành công của Đại hội Đảng 12, thì chúng tôi tin rằng với cái sự nỗ lực, cố gắng và miệt mài lao động với cái tinh thần đoàn kết trong tương lai, thì các cái sản phẩm của NewTatCo về đầu tư, về công nghệ và về dịch vụ sẽ đem lại cho khách hàng trong và ngoài nước những cái sản phẩm hoàn hảo và khẳng định được cái thương hiệu và cái chất lượng của NewTatCo. Và với cái sự kiện năm nay là tổ chức 25 năm thành lập NewTatCo, là cái doanh nghiệp duy nhất của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thì thay mặt lãnh đạo và toàn thể người lao động hiện nay, chúng tôi chân thành cảm ơn cái sự giúp đỡ, quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo Viện Hàn Lâm và Khoa học Việt Nam trong các thời kỳ cũng như các cơ quan hữu quan, và cảm ơn tất cả những người lao động đã cống hiến
vì sự nghiệp phát triển của Newtaco từ lúc thành lập đến ngày hôm nay. Chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển của Newtaco đầy chông gai và thử thách, nhưng với định hướng đúng, hướng đi đúng và tinh thần đoàn kết, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan chủ quản, các cơ quan ban ngành và sự hợp tác có hiệu quả của các đối tác, Newtaco đã từng bước khẳng định mình, đưa thương hiệu Newtaco phát triển trong và ngoài nước và ngày càng phát triển một cách bền vững, xứng đáng với các danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng.